Một bài văn do bạn Lương Đình Chắc gửi và có đính cả cái Gmail vào đây. Thứ tư ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021, tập làm văn đề bài tự giới thiệu về bản thân mình. Thì một em học sinh nào đó đã làm thế này này. Bài làm, em là học sinh lớp 6 đã trưởng thành, được gọi là thanh niên rồi vì em cũng đã 12 tuổi đến nơi rồi. Em cao gần 1 mét rưỡi, thiếu có 5 phân. Ôi <laughs> Thứ năm phân khám vấn đề đây chưa có người yêu đang độc thân em là học sinh lớp 6A trường trung học cơ sở tà đảnh em đã lớn nên hiểu biết nhiều thứ trên đời kể cả là tivi tủ lạnh điện thoại em cũng biết <laughs> ai à dạ? em nghĩ rằng mình đã lớn nhưng em chưa muốn lấy vợ cái này tính sâu phải học đã để một đến 2 năm rồi tính ui Sao học lớp 6 là đòi lấy vợ rồi <laughs> Cái gì thế Chúng ta đang nhìn thấy một bài kiểm tra Chưa thấy chấm gì cả Và cũng không thấy đề luôn Tập làm văn Bài làm Mỗi năm có rất nhiều ngày lễ hội Nhưng em rất thích ngày Tết Ngày Tết mang đến nhiều niềm vui cho mọi người Vào ngày 30 Tết Nhà nào nhà nấy chuẩn bị những mâm cỗ để thắp hương ông bà tổ tiên. Rất nhiều món ăn chỉ được chuẩn bị trong dịp lễ hội như bánh trưng, giò, chả, nem, vân vân. Đúng 12 giờ đêm, pháo hoa nổ tưng bừng làm mọi người nhộn nhịp hẳn lên. Mọi thành viên trong gia đình cùng nhau chúc mừng năm mới. Mỗi em đờ éo được cái chi? Ui giời. Cái gì đấy? Có mỗi cái áo vừa to vừa xấu chán bảo mẹ tết như cái lờ, ôn, à ôn huyền ổn ui <laughs> xong rồi có vẻ là em ấy hơi ức chế đó ấy <laughs> à dạ. một dạng văn mà có lẽ là chúng ta đã gặp trước đây rồi mà đây là tôi nghĩ đó là thật được đăng trên trang facebook của bạn tự hào bình phước chúng ta đọc nha tuy có một cái dấu nhân lớn nhưng mà tôi vẫn đọc được rồi kiểm tra của bạn Nguyễn Ánh Dương điểm là 10 điểm với lời nhận xét là xin ý kiến phụ huynh. ai à. Sao lại thế nhỉ? Thì chúng ta đọc luôn. Đề bài: Em hãy viết thư cho bố nơi đảo xa. Bạn Ánh Dương làm thế này này. Bài làm. Bố kính yêu của con. Bố ạ. À, con và mẹ đã nhận được thư của bố rồi. Con rất mừng và hạnh phúc khi nhận được thư bố. Bố ạ. À, bố đừng lo vì việc học hành của con và sức khỏe của mẹ Vì ở nhà đã có chú Dũng Ở gần nhà mình Ngày nào cũng chỉ con học bài Và con bế con và bế cả mẹ đi ngủ chưa Ôi giời Xong rồi Ồ Nên bố đừng lo Ở nhà mình giờ đã có chú Dũng lo hết rồi Bố yên tâm nhé Ô, Ôi giời Cho nên mới có cái lời phê là xin ý kiến phụ huynh Ai à dạ lộ hết rồi Và như đã hứa từ đầu thì bây giờ chính là bài văn chủ chốt của ngày hôm nay do bạn bé Moon gửi. Trước hết là chúng ta hãy đọc đề đã. Câu 12, 12 điểm. Đâu đâu, câu 2, 12 điểm. Ok. Là một học sinh cấp 3, anh chị đã hơn một lần được nghe, được xem, được đọc chuyện phim Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân. Hãy bình luận một bài học một khía cạnh hoặc một ý tưởng mà mình tâm đắc nhất trong phim, trong tác phẩm này hết. Thì bạn bạn nào đó đã làm thế này, không biết bạn nào luôn. Câu 2. Loang xoáng, choang, tiếng bắt đũa, tiếng son nổi bay tứ tung ra ngoài sân. Còn kèm theo tiếng chửi mắng. Đứa hoang, đứa gà rừng, xéo khỏi nhà tao. Tiếng chửi mắng như cơm bữa của mẹ kế tôi chỉ vì lúc chiều tôi đi chăn bò bị lạc mất một con. Thế là như mọi khi tôi lại lang thang ra ngoài bờ, ngoài bụi để tìm chỗ ngủ. Tôi lặn lội lên cách tròi chăn vịt của ông cốm để ngủ. Tất nhiên trước đó tôi đã lật từng ngọn cỏ, xới từng góc núi, bờ sông. Cũng không sao tìm thấy con bò mẹ chết tiệt đó. Chẳng biết nó lạc đi đâu hay bị trộm cướp chúng bắt mất rồi. Tôi chỉ ước rằng mình có thể bay như tôn ngộ không, có thể nhìn xa hàng vạn dặm như Mỹ Hầu Vương để tìm con bò đó về để xoa dịu đi cơn thịnh nộ của mẹ kế tôi. Trong cách chòi của ông cốm rất may con chút lửa tan, thế là đêm đó tôi không bị chết rét. Nằm trong cái chiếu rách cạnh đống lửa, tôi đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôn ngộ không tặng tôi một sợi lông vàng óng ánh và dặn rằng cầm lấy sợi lông này đi thẳng vào rừng để biết hướng đi chỉ cần cầm sợi lông trên tay sau đó nhắm mắt lại sẽ biết đi hướng nào tôi cảm ơn lão tôn rồi cũng chợt tỉnh giấc quả là một giấc mơ đẹp nhưng lạ thay sợi lông màu vàng vẫn còn trên tay tôi tôi rất ngạc nhiên ra khỏi tròi tôi đi thẳng vào bìa rừng đến đây tôi chẳng biết đi hướng nào Nhớ tới lời dặn trong mơ, tôi nhắm mắt lại thì xuất hiện mũi tên màu vàng sáng chói chỉ sang trái. Tôi mở mắt ra và đi theo hướng đó. Cứ mỗi lần bí đường đi là tôi lại làm như vậy. Không lâu sau, tôi đã tìm thấy bò mẹ đang ăn cỏ nhẩn nhơ bên bờ suối. Tôi dắt về trả cho mẹ kế mà vẫn bị xỉ vá rất nhiều. Tôi chán cái cảnh sống này quá. Mẹ tôi mất sớm, cha tôi đi bước nữa và có thêm ba đứa em sáng hôm nay là chủ nhật nên tôi lóe lên một ý nghĩ trong đầu là hay mình cầm sợi lông kỳ diệu này đi tìm mẹ. Nghĩ là làm, tôi lững thững đi vào rừng làm như ban nãy, quả nhiên mũi tên chỉ đường lại hiện ra. Cứ thế tôi đi theo chỉ dẫn, có lúc tôi đi qua rừng, có lúc tôi đi qua suối, rồi có lúc tôi như đi trên biển trên mây, vân vân cuối cùng khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi cũng đã đến tôi đã thấy mẹ tôi thấy mẹ rất đẹp rất hiền từ mẹ ôm chầm lấy tôi lau nước mắt cho tôi tôi cứ thế ôm mẹ mãi mãi mà không muốn buông ra thấy thế mẹ vỗ vai tôi rồi khuyên bảo con trai của ta mẹ đã rời khỏi dương thế rồi cuộc dạo chơi của mẹ đã kết thúc con không phải đau buồn vì sau này con cũng như mẹ con thuộc về nơi nào sẽ trở về nơi đó ký ức của con về mẹ rồi cũng mất con đừng tủi thân và mong nhớ mẹ làm gì vì ký ức ấy cũng chỉ là một ý niệm khi con rời khỏi thế gian tất cả ký ức sẽ bị xóa sạch ta và con gặp nhau hôm nay là một ngoại lệ một ngoại lệ đặc biệt mà chính tâm sáng của con tạo ra tôi không nói được câu nào mà chỉ nghe mẹ nói tôi vui mừng vì được gặp mẹ được biết mẹ sống hạnh phúc không đau khổ ở cõi hư vô này Tôi nhìn ra xung quanh liền thấy phong cảnh thật đẹp, thật mỹ miều ảo diệu, đẹp đẽ tới mức mà thế gian tôi chưa bao giờ thấy, dù là trong mơ. Cây cối thực vật thật khác lạ, đẹp đẽ một cách lạ thường, chúng tỏa ra ánh sáng đỏ, xanh, vàng, cam, lơ, tím, hồng vân vân và có những màu sắc thế gian không có suối nước trong vắt với một màu xanh lạ thường mà tôi chưa gặp bao giờ. Ở đó có đầy đủ những loài cá ở trên thế gian và cả những con cá đẹp đẽ lạ thường mà tôi chưa biết tới. Ở đây, núi non cảnh vật đều phảng phất những giải mây ẩn hiện đủ màu sắc khiến lòng người cảm thấy bình yên đến tuyệt đối. Đang mải ngắm cảnh tôi chợt lóe lên một ý nghĩ rồi quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, con muốn gặp Tôn Ngộ Không thì được không ạ? À? Được chứ, họ kia kia. Tôi ngoái nhìn sang tảng đá gần đó thì thấy bốn thầy trò đường tăng đang vẫy vẫy. Qua đây, qua đây. Ôi, Tôn Ngộ Không, anh nói được tiếng Việt luôn à? Nói được chứ. Và cứ thế cuộc trò chuyện của tôi với Ngộ Không, Sa Tăng, Trừ Bát Giới và cả đường Tam Tạng diễn ra vui vẻ huyên náo. Tôi âm trầm lấy người này người kia vui mừng, kể lể về cuộc sống và nỗi khổ của mình cho cả mẹ và họ nghe. Rồi họ thi triển phép thuật cho tôi xem. Họ cũng ôm chầm lấy tôi và yêu thương tôi hết mực. Tôi hỏi ngộ không? Này anh! Anh có 72 phép thần thông và có thể bay xa 10 vạn 8 ngàn dặm chỉ với một cú nhảy. Vậy sao anh không tự mình nhấc bổng sư phụ một trăm mắt tới Tây Thiên mà lấy kinh về cho nhánh? ê <laughs> Chú em đúng là người trần mắt thịt Chả biết cái gì cả Nếu mà kinh cũng lấy dễ như mấy tờ giấy vụn ngoài đường Thì lấy về ai học Rồi người ta có quý nó không Trải qua đủ 81 kiếp nạn nhân sinh Trần thế mới biết quý trọng chân kinh Và chúng tôi mới thành chính quả Chú em mới gặp có vài cái khó khăn nhỏ nhoi thế Mà đã kêu than rồi Tôi xấu hổ lùi sang đằng sau lưng mẹ, nhưng vẫn hỏi vọng sang, "Dạ, sư phụ đây là hiện thân của Kim Thiền Trưởng lão, với trí tuệ hơn người trước khi đi Tây Thiên, cũng đã từng đi giảng đạo nhiều nơi ở Đông thổ đại đường, vậy sao giữa rừng núi hoang vu gặp yêu ma quỷ quái mà cứ cho rằng đó là con gái nhà lành là sao?" Đường Tăng mỉm cười nhìn sang tôi nói, gì à, Đà Phật." Trước khi đi thỉnh kinh, ta vốn chỉ là người thường, trí tệ chưa khai mở, lấy từ bi hỷ xả làm gốc, thấy sao nhìn vậy, làm sao mà ta nhận ra đó là yêu ma quỷ quái chứ? Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Con còn nhớ khi sư phụ đi qua nữ nhi quốc có gặp nữ vương của họ, tâm sự rất lâu, trong đó sư phụ còn nói một câu làm con cứ băn khoăn mãi. Câu nào? dạ đó là khi sư phụ bị nữ vương ép cưới sư phụ cũng có sao xuyến và hẹn kiếp sau với nữ vương chuyện này thì sư phụ giải thích sao đây ạ ai nói thế ai nói ta hẹn với nữ vương bao giờ đường tăng đỏ mặt như quả cà chua quay mặt sang phía núi trốn tránh bát giới thấy vậy liền đến an ôi <laughs> ê sư phụ sư phụ nhận đi nữ vương là đẹp như vậy đến con nào còn thích nữa là sư phụ cái con lợn này mi nói gì thế vừa nói sư phụ vừa đẩy bát giới ra thấy thế sa tăng liền lên tiếng nhị sư huynh đừng có chiêu sư phụ nữa này cậu bé cậu không biết gì thì đừng nói lung tung sư phụ của ta là tái sinh của kim thiền tử là đệ tử thứ hai của phật tổ như lai đã tu hơn mười kiếp tuyệt đối không có tư tình gì với nữ vương gì đó nói rồi sa tăng dìu sư phụ về chỗ hòn đá ngồi tôi liền xin lỗi Dạ con xin lỗi sư phụ Con thấy phim như vậy nên con băn khoăn thôi Việc gì sư phụ phải đó mặt chứ Tôi cười hí hí rồi quay sang Khoác vai ngộ không Này anh khỉ Em hâm mộ anh đã lâu Này mới biết anh và bốn thầy trò Vẫn sống nhăn răng nơi này Suốt mấy chục năm qua các anh làm gì Và đi đâu à Tôn Đại Thánh đẩy tôi ra khỉ lên một cái rồi nói Thì đi thỉnh kinh Ủa thỉnh kinh xong rồi mà Thình cái gì nữa đây? Chú mày chả biết cái gì cả. Đó là kinh đại thừa. Trước đó nữa là kinh tiểu thừa. Bây giờ là kinh hốt nguyên. Sau này là kinh vô diệt vô sắc. Tuy nhiên loài người của các chú cũng chỉ biết đến các con đường tu đạo như nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, phật đạo và sau cùng nữa là mạt đế đạo thôi. Ủa? Em chả hiểu cái gì cả Anh nói anh đi thỉnh kinh với sư phụ Vậy mà còn ở đây Và sao không có sổ sách nào ghi lại quãng thời gian này à Chưa Một nghìn năm mới xuất hiện một chính đạo Và lúc đó Người ta mới đi tìm nguồn gốc của đạo đó Và được viết lại Được dựng phim lại Hình hài của chúng ta đây là được diễn hóa theo ý nghĩ của chú em Chứ ở vùng đất khác con người khác thì hình hài của ta sẽ khác Ồ vậy à thế trong vũ trụ có bao nhiêu trái đất có sự sống có hơn 10 tỷ trái đất có trái đất nào sự sống và phong cách sinh hoạt như loài người không có hàng tỷ thế có bao nhiêu thầy trò đường tăng có vô số thế loài người xuống thế gian để làm gì để học cách yêu thương sau đó trở về nơi mình cần về đó là nơi nào có ánh sáng ai đã tạo ra con người có nhiều cách gọi nhưng phổ biến là đứng sáng thế chủ Bên ngoài đứng ấy còn có ai? Còn có vô tỷ hư không. Vô tỷ hư không còn có thêm cái gì? Còn có thêm vô tỷ hư không khác. Thế có bao giờ dừng lại không? Không. Nói đến đây tôn ngộ không quay sang giật phát lấy sợi lông trên tay tôi. Này đưa đây cho ta hỏi gì hỏi lắm thế. Tôi giật bắn người tỉnh dậy. Thấy mình ngủ quên trên một tảng đá ven suối. Xa xa đàn bò cũng đang ngậm cỏ tới trời cũng đang dần chuyển sang chiều muộn ông cốm vừa hái rau lợn ở gần đấy vừa nói vọng sang nam ơi dậy đi cháu chiều tối rồi lùa bò về đi tôi sang nhà ông chơi ông cho kẹo dạ cháu về đây ạ à? một buổi chiều man mắc với những dải mây trắng vắt ngang lưng núi đằng xa tôi và ông cốm bước đi về nhà lòng vui vẻ giữa chiều muộn mùa đông như một tiểu thuyết hay thế nhỉ Và trước mắt chúng ta là một câu đố nhà các bạn Quan sát lên trên màn hình nào câu đố Na gói được 12 cái bánh trưng Na vừa sang nhà hàng xóm mượn cái nồi nấu về Thì phát hiện bị mất 1 phần 4 số bánh trưng Thời gian luộc chín một cái bánh trưng hết 40 phút Vậy số bánh trưng còn lại cần bao nhiêu thời gian để luộc chín? À... Bây giờ các bạn suy nghĩ đi. Nếu mà chưa rõ thì nhìn kỹ vào trên màn hình nhé, sau đó trả lời xuống phía dưới. Tôi sẽ vào Ziply ly từ người một và cuối video xin được nói câu quen thuộc đó là xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình video lần sau. Chúc mừng năm mới.